xanh lá con tình bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết, ngân vang hàng câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới sang. Xuân đang về trên núi cho tâm hồn phơi phới, rộn rã hoan ca bao điệu nhạc xuân vui. Ô kìa mùa xuân đơm hoa nụ cây trắng, nắng chưa lấp lánh trên cành bao. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thành nồng say. Vui xuân vầy đón Tết này, mùa xuân mê mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa reo mừng xuân, quây quần bên bánh chưng. Hát khúc ca mừng xuân, trái tim thêm mừng rộn vui. Hãy yêu người, cất tiếng cười. Mùa xuân tràn tan về đây tươi mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kinh Doanh đã chính thức khai mạc chương trình Bánh Tỷ Tết Đoàn Viên 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Bánh Tỷ Việt Mỹ ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Giám đốc Khối Kinh Doanh tiến về sân khấu để nhận món quà từ công ty. Xin được trân trọng kính mời. Để chúc mừng. Đến rồi. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin gửi đến ban lãnh đạo, quý vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em cán bộ nhân viên của Bánh Tỷ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Bánh Tỷ Việt Mỹ được thành lập vào năm 1990, 29 năm đã trải một chặng đường dài trong sự hình thành và phát triển để có được thành công như ngày hôm nay. Đến nay, Công ty Bánh Tỷ đã là một trong những doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng có uy tín tại miền Trung. Với kinh nghiệm và uy tín trên 29 năm trong ngành dược phẩm, Bánh Tỷ luôn luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ đến từ quý khách hàng trong và ngoài tỉnh. Lấy trực tín để làm chuẩn mực trong tôn chỉ hợp đồng, niềm tin của khách hàng chính là thước đo cho sự thành công của doanh nghiệp. Có người Bánh Tỷ linh hồn sứ mệnh phát triển thương hiệu gắn liền với trách nhiệm của cộng đồng, đó là bản chất nhân văn trong thương hiệu được giáo dục trở thành ý thức và hành động thiết thực trong từng con người của Bánh Tỷ. Hôm nay trong không khí phấn khởi náo nức của mùa xuân tới, chính khoảnh khắc này chúng ta gần 200 con người cùng ngồi bên nhau, cùng sum họp trong một bộ túi đầm ấm này để chia sẻ những kinh nghiệm đã qua, kết quả đã đạt được. Đặc biệt chúng ta sẽ thắp đặt thêm tinh thần đoàn kết của đại gia đình Bánh Tỷ. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một năm mới với những kế hoạch mới, và đó chỉ là lý do của buổi lễ họp mặt cuối năm mà Bánh Tỷ là tổ chức thường niên. Và để tham dự buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu về phía Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Bánh Tỷ. Xin được trân trọng giới thiệu vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Mạnh và bà Hồ Thị Tỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Ngọc Tường Phi, Tổng Giám đốc Công ty. Phó Tổng Giám đốc của Công ty. Xin trân trọng giới thiệu vợ chồng ông Nguyễn Việt Hà, CEO của Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Bánh Tỷ và CEO của Hip Asia. Xin được giới thiệu vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Nhật Minh, cổ đông của Công ty. Vị khách mời, xin trân trọng đón tiếp và cảm ơn sự có mặt đầy tình cảm của anh Nguyễn Đình Hiệp, CEO của Công ty Megasun. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Cao Nghi, CEO của Công ty Intershop, cùng với sư gia nội ngoại của hai bên. Và đặc biệt hơn chính là sự góp mặt của toàn thể nhân viên cùng vợ chồng con cái, dâu trẻ của đại gia đình Bánh Tỷ đã đến tham gia với buổi tiệc đầy tình cảm hôm nay. Và sau đây xin mời toàn bộ khán phòng hướng mắt lên sân khấu để cùng nhau xem lại những hoạt động của công ty chúng ta trong một năm vừa qua. Xin mời bộ phận trình chiếu. Thank you.
đặc biệt cùng chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kính chào quý vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em nhân viên của Bản Tin. Trước khi phát biểu đôi lời, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện đông đủ đa tình cảm của mọi người trong buổi tiệc tất niên cuối năm của Bản Tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Như chúng ta đã biết thì năm 2018 và năm 2017 cho đến năm 2018 là một năm đầy cam go và khó khăn. Chúng ta đã tự mình một cách mạnh liệt và chúng ta quyết tâm thay đổi tái cấu trúc công ty. Đó là một điều khó, không có ít ai có thể làm được, nhưng mà anh chị em mình thì chúng ta đã làm được điều đó. Và theo nhìn nhận thì chúng ta đã càng ngày càng chọn lọc đầu vào sản phẩm ngày càng chất lượng kỹ càng hơn, rồi nâng cao dịch vụ phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đem đến sự hiệu quả và quản lý chi phí một cách và quản lý các đầu chi phí rõ rệt và nhìn nhận thấy rõ được sự thay đổi đó. Để có được sự nhìn nhận đó thì cũng tôi đại diện cho ban lãnh đạo không quên cảm ơn các anh chị giám đốc các khối phòng ban và các phó quản lý, các anh chị trưởng quản lý đã cùng công ty cùng tiến cùng lùi để mà có phát triển, có những thành quả đó. Nhưng có những thứ chúng ta vẫn chưa làm được, vẫn chưa thực hiện tốt lắm. Thì sau buổi tất niên này chúng ta cứ họp mặt nó xây, rồi sau đó sẽ họp lại, sẽ xây dựng và khắc phục những cái mà chúng ta chưa làm tốt để năm 2019 là ngày càng vững vàng và phát triển hơn. Những gian còn nói một câu như thế này: lửa thử vàng, gian nam thử sức. Chính những lúc khó khăn như thế mà tôi nhìn nhận được ai là cùng đồng lòng cùng công ty, ai là gắn bó với công ty và ai là có một cái duyên sâu sắc với công ty, thì đó là một sự ghi nhận. Tôi xin cảm ơn chân thành cái sự đóng góp và những cái nỗ lực phấn đấu không ngừng của các anh chị em trong thời gian qua đã cùng công ty cùng tiến cùng lùi. Và năm 2019 không biết nói gì hơn, xin chúc ban lãnh đạo cùng toàn thể khách quý và anh chị em nhân viên Bản Tin đón một năm mới an khang thịnh vượng và công ty ngày càng phát triển thanh đạt mỹ mãn. Xin cảm ơn. Xin chào một tràng một tay thật lớn để chúc mừng. Và tiếp theo, chúng ta không thể không nhắc đến người đi đầu dẫn dắt trong việc nhìn nhận và phát triển công ty, đem đến sự tiến triển rõ rệt, sự đam mê cao trào và sự đoàn kết mạnh liệt trong công việc. Xin hân hoan chào đón ông Phan Tình Nhân, Phó Tổng Giám đốc công ty có đôi lời phát biểu cùng chúng ta. Trân trọng kính mời ông. Chắc ở đây thì cũng rất nhiều bạn nhân viên ở cả các bên lại thì mới lần đầu thấy mặt của nhân. Thì cái vấn đề này cũng phải chỉ là thật sự một năm trải qua 2018, sự phát triển của Bản Tin là một sự phát triển rất là nhanh chóng về lượng cả con người, cả chất lượng, và quan trọng hơn nữa là cái niềm đam mê của mọi người ngày càng lan tỏa, nhất là những anh chị quản lý. Thì ở buổi thông điệp hôm nay, điều những muốn nói không phải là những lời cảm ơn nữa, mà ở đây những muốn nói một điều rằng như cái chữ trên chỗ màn hình hồi này mình có thấy, Bản Tin là một gia đình. Thì mình đã là một gia đình thì không còn mong gì hơn nữa, sẽ là một gia đình tuyệt vời, đã có cái duyên đến với nhau và ở lâu với nhau, cùng nhau đam mê về một cái nghề nghiệp, về một cái những cái gì mình mong muốn thì không còn gì tốt hơn nữa. Và năm vừa qua là một sự đánh giá chung cho tất cả mọi người, người mời có, người cũ cũng có. Nhưng mà quan trọng hơn ở đây là mình đi đến với nhau được bao lâu. Và cái nhân mong muốn nhất ở đây là mọi người ở đây, mọi nhân sự ở đây, mọi nhân viên ở đây cùng nhìn về một hướng và những hoạch định tầm nhìn công ty đã đề ra thì mình sẽ đi tới con đường mình đã chọn. Và quan trọng nhất ở đây là cái tấm của mọi người đặt vào công việc, một cái công việc mà những nghĩ là rất nhiều người áo ước. Nó không phải là đem về tiền bạc không được, mà nó là đam mê, là mong muốn đem tới giá trị cộng đồng cho xã hội. Thì đó là một trong những điều mà mình chỉ đang hướng tới, và những con người ở đây những tin tưởng rằng chúng ta sẽ làm được. Và lời cuối cùng thì những chúc cho đầu xuân mọi những nhân viên ở đây, những người đã có gia đình hay chưa có gia đình đều có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và thành công. Nhân xin cảm ơn.
Hà Vương ôm Phan Thành Nhân. Và ngay sau đây, kính mời vợ chồng tổng giám đốc và phó tổng giám đốc hãy tiến về sân khấu để chúng ta cùng mở sân bàn khai tiệc chương trình tất niên tối hôm nay. Xin được trân trọng kính mời vợ chồng tổng giám đốc. Mọi người đâu rồi ạ? Chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy nâng ly chúc mừng sức khỏe. Anh chị em gia đình Mạnh Thủy ơi. Kính thưa quý vị, và lời đồng thanh vừa rồi đã kính thức các bạn của tiệc. Được nhiều thành quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự tận tâm, đồng lòng, góp sức của các anh chị quản lý bên em bó hoa tươi hồng từ công ty. Xin được trân trọng mời ông Trần Huy Tông, kế toán trưởng. Trân trọng kính mời Nguyễn Thị Hồng Loan, giám đốc khối kinh doanh. Và tiếp theo, xin mời bà Nguyễn Thị Hồng Loan, phó giám đốc khối trung tâm. Xin mời ông Dương Văn Trọng, trưởng phòng công ứng và điều phối. Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Hoàng Thân, trưởng phòng hành chính nhân sự. Bà Nguyễn Thị Minh Thanh, trưởng phòng khối kinh doanh. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Minh Cảnh, phó phòng cung ứng và điều phối. Kính mời bà Lê Thị Thủy My, trưởng quầy sỉ cấp 3. Trân trọng kính mời bà Hồ Thị Tý, chủ tịch hội đồng quản trị, lên tặng hoa để thay lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị hậu phương của mình. Lên đắp cái ổng đã nhờ xem xích.
sẽ là ca khúc Mưa Ngâu có phần trình bày của Á Khôi Văn Tý 2018 đến từ phòng kế toán. Xin được trân trọng kính mời chị Lan Anh. Xin chào.
dân. Khi cùng tiến cùng người cùng công ty ghi nhận sự đóng góp sâu sắc đó trên 6 năm của các bạn, và tròn 6 năm là mốc kỷ niệm đi gửi đến các bạn những bó hoa để tình cảm mà ban lãnh đạo đã ghi nhận. Và sau đây xin mời toàn thể mọi người cùng hướng mắt về sân khấu để chúng tôi đến với phần vinh danh các cá nhân đã làm việc và nỗ lực lâu năm cùng công ty. Xin được mời những nhân viên có tên sau nhanh chân tiến về sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm như thay lời cảm ơn của công ty. Xin mời bà Hồ Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Diệu An, Phạm Thị Hòa, Lê Thị Thu Hà và bà Lê Thị Tuấn. Xin mời những người có tên sau tiến về sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ công ty. Nguyễn Thị Trà Nguyệt, Dương Thị Hằng, Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Bùi Thị Bảo Thu. Tiếp theo xin mời bà Võ Thị Huyền My, Trần Thị Thu Thị, Hồ Ngọc Lan An, ông Nguyễn Ngọc Lộc, ông Nguyễn Văn Tỏa, bà Lê Thị Lan Thân, bà Nguyễn Thị Quỳnh Thi, bà Lê Thị Bích Thảo, bà Đinh Thị Tươi, bà Nguyễn Thị Nghĩa và bà Lê Thị Lời. Xin kính mời Tổng Giám đốc bà Nguyễn Thị Tường Vi lên tặng hoa cho các nhân viên của mình nè. Bạn tỷ thân yêu, xin mời của phòng trình chiếu. Xin giới thiệu nhà thuốc Bạn tỷ 1 là công ty. Chúng ta hãy cùng nhau trong một tràng vào tay để chúc mừng cho những. Xin mời nhà thuốc Bạn tỷ 2 Đàm Nguyễn Chữ. Nhà thuốc Bạn tỷ 3 Đông Bác Sĩ. Nhà thuốc Bạn tỷ 4 Đông Ba Lẹ. Nhà thuốc Bạn tỷ 5 Xuân 68. Nhà thuốc Bạn tỷ 6 32 Nguyễn Trãi. Xin giới thiệu nhà thuốc Bạn tỷ 7 Nguyễn Gia Thiều. Nhà thuốc Bạn tỷ 8 Phò Trạch. Nhà thuốc Bạn tỷ 9 Nguyễn Huệ. Nhà thuốc Bạn tỷ 10 Lý Thái Tổ. Nhà thuốc Bạn tỷ 11 Phạm Văn Đồng. Nhà thuốc Bạn tỷ 12 95 Nguyễn Sinh Cung. Nhà thuốc Bạn tỷ 14 Chờ Mai. Nhà thuốc Bạn tỷ 15 Phú Bài. Nhà thuốc Bạn tỷ 16 200 Nguyễn Sinh Cô. Nhà thuốc Bạn tỷ 17 Trường An. Nhà thuốc Bạn tỷ 18 Tây Lộc. Nhà thuốc Bạn tỷ 19 Linh Liên Hoàng. Nhà thuốc Bạn tỷ 20 Trần Phú.
nhà thuốc Văn Tý 21, Kỳ Kiêu. Nhà thuốc Văn Tý 22, Chờ Lò. Nhà thuốc Văn Tý 23, Tản Đà. Nhà thuốc Văn Tý 24, Thần Phù. Nhà thuốc Văn Tý 25, Chờ Dìa. Nhà thuốc Văn Tý 26, An Dương Vương. Quầy Kim Long. Quầy Giao thông Vận tải. Quầy Bệnh viện Mắt. Quầy Răng Hàm Mặt. Và chúng ta hãy cùng nhau cho một tràng vỗ tay thật lớn để vinh danh cả nhà thuốc. Đại diện Nam và Bắc sẽ đóng góp phần tiết mục thi đua văn nghệ trong tiệc họp mặt cuối năm của Văn Tý. Thể lệ phần thi như sau. Phần thi sẽ chia làm hai tiết mục của hai đội. Đội 1 là hệ thống nhà thuốc Việt Nam, đội 2 là hệ thống nhà thuốc phía Bắc. Đại diện hai đội sẽ dự thi tiết mục của đội mình. Ban giám khảo sẽ chấm điểm và hội ý bình chọn xem đội nào sẽ là đội xuất sắc nhất ngày hôm nay. Kết quả và giải thưởng sẽ được MC thông báo vào cuối chương trình. Giải thưởng dành cho đội có phần thi xuất sắc nhất ngày hôm nay là 2 triệu đồng và giải gì là 1 triệu đồng. Và MC xin được mời bà Hồ Thị Tý, ông Nguyễn Ngọc Mạnh, ông Nguyễn Việt Hà, ông Nguyễn Đình Hiệp và ông Nguyễn Quang Huy sẽ đại diện làm ban khẩn khảo cho phần thi văn nghệ hôm nay. Và sau đây, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để đến với tiết mục đầu tiên của phần thi văn nghệ. Bài hát được mang tên Ba Kể Con Nghe có giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với đàn ukulele của một bạn nữ xinh đẹp đến từ khu vực phía Nam. Xin mời bạn Hoài Trang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ trong bài hát Chúc Xuân của nhạc sĩ Đinh Trung Chính qua sự trình bày của hai bạn Ái Nhi và Thảo Tiên với phần phụ hòa của Xuân và Tịnh An. Thank you.
tay thật lớn để chúc mừng cho anh Nhật Quân. Lời đầu cho anh xin chào ban giám đốc, cũng toàn thể ban lãnh đạo, cũng toàn thể anh chị em nghe công ty ngày hôm nay. Thật sự hôm nay em nhìn được cái giải thưởng hôm nay em cũng thật là bất ngờ, cũng nghĩ là anh em chị Hà này được nhận cái giải thưởng này, thật là em thật là bất ngờ, chúc mừng. Và đây, bây giờ em xin cảm ơn tới ban giám đốc cùng toàn thể anh chị em công ty là bình chọn cho em cái giải hôm nay, và em xin cảm ơn. Và em hứa năm sau em sẽ làm tổ chức nhiệm vụ em của nó được. Vâng, đó chính là bài thơ mang tựa đề Mừng Tí Tết Đoàn Viên, có sự trình bày của các bạn đến từ phòng hành chính nhân sự. Với tựa đề Mừng Tí Tết Đoàn Viên. Tuần hòa xây dựng Mừng Tí vươn xa muôn đời. Năm nay kỳ thời đến rồi, chị em trên dưới bồi hồi xuyến sau, khách hàng lương đường chạy vào, kinh doanh tiến tới nhiều đơn đặt hàng. Hành chính bệnh, hành chính nhân sự vững vàng, thực thi kỷ luật ngày gì gian nan, bước sang năm mới heo vàng, cùng nhau phát triển, cùng nhau chấp hành. Anh em kế toán đồng hành, mời việc. Mọi việc suôn sẻ thành công và thu chi tính toán sẵn sàng. Cùng nhau phát triển, ai ai cũng được nhiều buổi lắm. Mong muốn mãi cầm lòng, soạn hàng đóng kiềm chạy hàng tiến lên, anh em gắn kết vững bền, hoàn thành nhiệm vụ khách hàng thêm yêu. Trung tâm chất lượng tuyệt vời, nhạc thuốc tốt, thuốc tốt trà tốt, nhân đôi đủ cười, sang năm mới mãi tươi vui, Mừng Tí cùng tiếng phát tài phát xuân. Một tiếng tím và niềm tin, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành giác tài, chúc vinh quang. Và sau đây xin mời chị Hồng Tân nán lại sức cầu để nhận món quà từ công ty. Và sau đây xin được trân trọng kính mời An Tâm tiến lên sức cầu trao quà cho phòng hành trình nhân sự, xin được kính mời An. Và chúng ta hãy cùng nhau cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho phòng hành trình nhân sự. Tôi xin chia sẻ những thành quả mà khối kinh doanh đã đạt được trong năm qua. Vâng, để có được thành quả như ngày hôm nay không phải là một điều dễ dàng. Ngoài việc thương hiệu công ty có sẵn và uy tín nhập nhiều sản phẩm đa dạng, thì các bạn sau đây đã luôn cố gắng nỗ lực và đưa sản phẩm đến với quý khách hàng, đẩy mạnh doanh số tăng cao 10% mỗi tháng theo chính sách của công ty. Các bạn trẻ hãy noi gương để phát triển trong công việc và giúp đỡ công ty ngày một mạnh nhé. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến phần vinh danh các nhà thuốc đạt doanh thu 10% liên thuộc 10 tháng năm 2018 mà khởi tư chân đã thực tế chọn lọc. Xin chúc mừng Lê Thị Ái Nhi, Nguyễn Thị Kim Lộc, đại diện nhà thuốc Mừng Tí 6, 32 Nguyễn Trãi. Xin mời Nguyễn Thị Hương, đại diện nhà thuốc Mừng Tí 17, chợ Trường An.
Xin mời chị Thu Phương, Đặng Thị Thu Thắm, đại diện nhà thuốc Mạnh Thị Tám chờ phó trạch. Nguyễn Thị Quỳnh Thi, Diễm Thị Hoài Trang, đại diện nhà thuốc Mạnh Thị Chín Nghệ Huệ. Xin mời đại diện nhà thuốc Mạnh Thị vừa được nêu trên nhân chân tiến về sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ công ty. Và chúng ta hãy cùng nhau cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các nhà thuốc được vinh danh ngày hôm nay. Vâng, trong 30 ngôi sao hôm nay có một ngôi sao sáng nhất đã đạt được điểm 10 nhà thuốc tốt cho nhà thuốc đạt chuẩn GPP và GDP. Nhà thuốc này đã không ngừng nỗ lực quan sát và giữ gìn vệ sinh đúng theo quy định của công ty, và đặc biệt là chăm sóc nhà thuốc của công ty như chính nhà thuốc của mình. Xin chúc mừng nhà thuốc Mạnh Thị 15, nhà thuốc Phú Bài. Xin mời tất cả các nhân viên của nhà thuốc Phú Bài lên sân khấu để nhận giải thưởng vinh danh này. Xin mời nhà thuốc 15 Phú Bài tiến về sân khấu. Nhà thuốc Phú Bài đã đạt được số điểm 29, một con số trọn vẹn cho sự nỗ lực và chăm chỉ, tư vấn phục vụ tốt, kỷ luật tốt, vệ sinh tốt và sắp xếp thuốc tốt. Xin cảm ơn bà Lê Thị Hoàng Thơm. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn. Sức khỏe thăng hoa, tài lộc cất tiếng, thường bốc thăm may mắn, xin được phép bắt đầu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với 20 giải khuyến khích. Xin được mời anh Trọng và chị Hoàng Thơm tiến về sân khấu để bốc ra 20 lá thăm may mắn. Xin mời anh chị ạ. Và anh sẽ là người đọc những phương tượng này ạ. Xin mời chị Hoàng Thơm và anh Trọng. Xin mời là thắng may mắn đầu tiên số 70 là 70. Ai số 70 là thắng đầu tiên, xin mời lên sân khấu. Là thông may mắn thứ hai, đó là số 137. Xin mời ai là thông có mang số 137, xin mời lên sân khấu. Là thông may mắn thứ ba mang số 159. Xin mời số 138. Là thơm may mắn thứ 5 mang số 180. Là thơm may mắn thứ 6 xin mang số 49. Là thông may mắn thứ 7, mã số 129. Là thông may mắn thứ 7, mã số 177.
là sắp mã số thứ 9. 181. Là sắp mã số thứ 10, mã số 17. 147. Vâng, xin mời quý anh chị ái là niềm cười đừng may mắn. Xin mời lên sân khấu. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục giải khuyến khích với 10 giải tiếp theo. 10 là phiếu may mắn. Hôm nay xin mời anh Đạt. Là thăm may mắn từ 11, mã số 40, 40, ai là mã số 40 lên sân khấu. Là thăm từ 11, mã số 163. Là thăm tiếp theo mã số 91. Là thăm tiếp theo mã số 141. Là thăm tiếp theo mã số 185. Xưa nhìn là phiếu với bạn tìm về sức cầu đây nhưng mà qua của bên nào. Chúng ta hãy nhanh chân. Là thăm tiếp theo mã số 39. Là thăm tiếp theo mã số 140. Là thăm tiếp theo mã số 90. Là thăm tiếp theo mã số 186. Là thăm tiếp theo mã số 143. Là thăm tiếp theo mã số 43. Và 43 là thăm của tôi một giải thứ nhất. Xin mời quý anh chị hãy lên bục để nhận giải. Ngày hôm nay sẽ là ca khúc trẻ trung đáng yêu đến từ khối trung tâm. Bài
hát được mang tên Như Hoa Mùa Xuân, một sáng tác của Châu Đăng Khoa qua phần trình bày của bạn Bồi Hương. Hoàn cảnh là các nhân viên đến từ hội trung tâm.
biệt của ban giám khảo, đó là Bạc Long, ba của anh em phó tổng giám đốc tìm về sức khẩu để trao 5 phần quà cho 5 người với bạn hôm nay ạ. Dừng lại cho anh, cho mình, dừng lại cho mình nè bảo ơi. Đến từ phòng cung ứng và điều phối, xin mời ca sĩ Dương Văn Trọng với ca khúc Xuân Biển Xứ. Hoặc cần đến từ các nhân viên phòng cung ứng và điều phối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mãi bao niềm nhớ thương. Cha mẹ giờ đây chẳng đợi con về, hẹn mùa xuân nào vui hạnh phúc đón con trở về thăm nhà. Rộn ràng xuân đến bình yên cùng chung nhau trong lời đầu xuân. Hẹn mùa xuân nào vui hạnh phúc đón con trở về thăm nhà. Rộn ràng xuân đến bình yên cùng chung nhau trong lời đầu xuân. Hẹn mùa xuân nào vui hạnh phúc cùng chung nhau trong đời đầu xuân. Và sau đây xin được kính mời hai vị khách rất đặc biệt của công ty chúng ta, đó là An Hiệp đến từ thủ đô Hà Nội và anh Hà đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính mời hai anh tiến về sân khấu để bốc ra ba lá thăng may mắn. Xin được kính mời. Lá thăng đầu tiên có số 72. Số 4 em ơi. Lá thăng thứ hai có số là 51. Chúc mừng. Để phải lên, phải nào lên. Số 4 có số 4. Số 5 có 1, số 5. Em các bạn là 54 hay là 45? Người có số là 154. Mời các bạn chúng nhảy nhìn cứ lên sân khấu ạ. Còn có số 72, số 51 và số 154. Xin được trân trọng cảm ơn. Và vàng sang cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt. Chỉ một gì càng đang khóc lóc về trường tình dở dàng. Nên bao hình thì đầy một trang. Ôi dễ dàng để được ta tươi xa. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia đọc với chị này. Anh kia ngờ dối chị này. Anh kia đồng thân chị này. Và chị ngã xuống đây cứ dân cùng với đồng bào. Không tin nên nói cuốn cáo. Ba hoa người xa đời vào. Một ngày mới nhốt nhau. Nhốt nhau. Nhốt nhau. Một ngày vui vui và tin qua. Cầu trường ngày ngày ta đi xa. Trên bàn tin ra lẽ anh hơi ngay ngô. Khi chia tay tôi với cùng có lối. Và màn hình TV đến ngày trống tròn hòa trong trí nhóc về một thế giới như mơ như thơ như đi khen mơ. Ôi lần như ngờ trên sau những ông thân xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây có vấn đề xuất sắc để ngồi vào đây. Có vấn đề xuất sắc để hiện vào đây. Không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang mua hào. Tôi muốn một tình thân vì tôi. Muốn được một người như tôi. Đem gói đỏ để nằm mơ vội tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này. Anh kia lừa dối chị này. Anh kia độc thân chị này. Và chị ngã xuống tay cứ dân cùng với đồng bào. Sống tinh miệt đói một cao. Ba hoa để xa lời vào. Một ngày mới nhốt nhau. Nhốt nhau. Nhốt nhau. Ngày vui vui và đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tình ta đã anh hơi ngày ngô. Khi chia tay tôi, ta không có lỗi. Vào màn hình TV, đêm ngày trống tròn vào trong trí. Nhắc về một thế giới, như mơ, như mơ. Như ly cây mơ, hồi tờ mơ cười.
Thank you.
bên đời anh. Để sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng sẽ yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một con sẽ đi cùng đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập mà đôi chân ngừng đi, thì anh yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, và đôi chân ngưng đi, thì đôi ta vẫn sẽ không xa rời. Anh còn nghe với bao tâm hồn trẻ thơ, chỉ mong đến Tết để nhận được bao lì xì. Từ trước Tết gia đình đã lo đủ thứ, mong năm nay hạnh phúc với bao thành công. Nụ hoa hé khẽ nở cho non bơ ngỡ, một năm mới đến là chắc. Thật may mắn, hạnh phúc đoàn viên, thành công suốt cuộc đời. Vui vui thật là vui, kia ngọn hoa đang sơ sắc, sắm nụ hoa ngát hương trời. Em mùa xuân đến tuyệt vời, cho lòng tôi mãi say đắm. Say world, ey. Khi của em xuyên tươi đang tung tăng dạo trên phố, bao chàng trai đứng ngay đó, cứ lòng ngắm nhịp theo em. Em đẹp và em xinh, thu mặc thật lung linh. Body hình chữ S vừa đắt của ngày xuân. Em đều chủ non mơ ngỡ, một năm mới đến lại tràn ngập bao hy vọng. Mùi hương ngây ngất bánh trưng bánh tét ôm về trong ta tình yêu đậm đà, gia đình này chờ người con ở nơi phương xa. Nhà nhà Tết hoa mai hoa đào khắp nơi, người người Tết bánh mứt hạt sữa thơ ngơ. Nhà nhà Tết đi thơ mong bà tổ tiên, người người Tết bên sông về bên cha mẹ hiền.